Vâng, em Việt xin lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt xe chất với hotline tư vấn là 0947 598859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục mang tới giới thiệu cho quý anh chị ta cùng tham khảo với một mẫu xe đa dụng 7 chỗ cực kỳ hot tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đó chính là dòng Xpander của thương hiệu Mitsubishi của Nhật Bản. Đây là một chiếc xe đa dụng mà các bác có thể thấy là nó cũng đã chứng minh được chất lượng, khả năng vận hành bền bỉ, lành tính và tiết kiệm nhiên liệu. Đi kèm với đó là một form dáng ngoại hình thiết kế hiện đại và trẻ trung. Vậy thì trước mặt các bác, em Việt đang có ở đây đó là một chiếc Xpander phiên bản Premium, sản xuất là năm 2022, xe một chủ và đến bây giờ mới lăn bánh được chuẩn zin, có 2.8 km thôi, rất mới, lốp theo xe cả dàn. Vậy thì ngày hôm nay với một chiếc xe thực sự còn rất mới, và đương nhiên rồi, tất cả tình trạng xe thì em Việt đều cam kết cho các bác là còn nguyên zin nguyên bản, bao check test chính hãng toàn quốc. Vậy thì so với thời điểm khi mới thì chiếc xe này cũng giúp các bác chúng ta tiết kiệm được con số lên tới tiền trăm. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc Xpander 2022 ra sao sau quãng thời gian sử dụng? Thì với những quý anh chị chúng ta yêu mến và quan tâm tới dòng xe này, em mời các bác có thể cùng dành một chút thời gian cùng em Việt theo dõi cũng như là đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe mà mới cập bến tại showroom của bên em trong ngày hôm nay, được không ạ? Đầu tiên thì quý anh chị chúng ta có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Thì thế hệ này là chiếc Xpander nó đã lên form mới rồi. Thì các bác có thể thấy là với ngôn ngữ Dynamic Seal thì ở cái thế hệ này chiếc Xpander phải nói là có một cái diện mạo phải gọi là vô cùng hiện đại và trẻ trung. Với cái phiên bản Premium này thì các anh chị chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha được thiết kế là full LED. Chúng ta vẫn có cái giải đèn LED định vị ban ngày, thiết kế sắc sảo hơn. Bây giờ thì họ thiết kế là những cái ô vuông. Đấy, các bác phải thấy này. Đấy, và một chiếc xe mà gần như là sơn zin nguyên bản 100% thì các bác có thể thấy là những đường mép xung quanh viền đèn này không một khe hở. Đấy, con này thì đây anh chị nhìn cho em nhé, những đường mép này nó phải thẳng tắp đều như kẻ chỉ từ trên xuống dưới như này. Đấy, những cái đường form ở cái vòm cua lốp các bác thấy là không có vết gò nắn, đúng không ạ? Hệ thống đèn pha thì bây giờ được thiết kế dạng chữ T với 3 bóng đèn bi LED kết hợp với đó là các chi tiết chrome tạo cái điểm nhấn cho cái ngoại hình của xe này, kết hợp với mặt cản ca lăng với thiết kế lưới tản nhiệt thì các bác có thể thấy là có những thanh nan họ sơn màu đen bóng và kết hợp với các cái thanh nan chrome tạo điểm nhấn cho phần đầu của chiếc Xpander. Phải nói là tại sao xe này ăn khách thì các bác có thể thấy là cái ngoại hình của nó thực sự đẹp, trẻ trung, đúng không ạ? Và với một cái mức tiền bây giờ thì nó chỉ ngang với cả những chiếc sedan phân khúc hạng B thôi, là chúng ta cũng đã có một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi để vừa đi gia đình hoặc bác nào chúng ta muốn chạy dịch vụ với dòng xe này thì cũng rất ok. Nhưng mà riêng chiếc xe này là em cam kết với các bác là xe chuẩn xịn gia đình nhá. Đấy, nó lăn bánh được có 2.8 thôi và lốp vẫn còn theo xe, dày bịch một chút nữa thì em sẽ quay cho anh chị ta cái điều đó. Và đây ạ, các anh chị ta thể cùng em kiểm tra với cái đèn pha bên phía lái này. Các bác nhìn cho em cái độ chất độ đẹp của xe này. Không một tì vết luôn nhá. Phải nói là cái thế hệ này cái đèn pha họ thiết kế rất đẹp mắt và tinh tế. Đúng không ạ? Đấy, phần đầu xe này các bác nhìn này. Đó, vừa thể thao vừa hầm hố. Đây ạ, la răng ở thế hệ này thì được trang bị với la răng phay 5 chấu cỡ lớn. Xe được trang bị hai phanh đĩa trước và hai phanh tăng chống phía sau. Lốp của nó thì là la răng kích thước 17 inch. Và đây ạ, đời lốp nhá, này đời 2022 này, các bác nhìn cho em này, đế lốp vẫn còn nguyên nhá, gài lốp cũng còn khá là dày. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cho em là xi nhan tích hợp trên gương, ốp chrome mọc cái gương chiếu hậu rồi, tránh cái vết sức sát này. Những đường mép này các bác nhìn cho em này, nó phải thẳng tuột từ trên xuống dưới như này, nó không có độ hở, độ cong vênh. Tay nắm cửa mạ chrome và tích hợp cảm biến khóa mở cửa hai cửa trước nhá. Đây ạ, đứng đường mép hai cánh anh chị chúng ta cũng có thể quan sát giùm em này, cực kỳ liền lạc. Đấy, và anh chị chúng ta có thể ngắm tổng thể cái ngoại hình của chiếc Xpander thế hệ 2022 giùm em này. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Có thể nói là tại sao cái dòng xe này nó có thể đánh bật được cả chiếc Innova ra khỏi cái phân khúc mà bán chạy nhất trong phân khúc đa dụng 7 chỗ hiện nay. Và gần như là chiếc Xpander thì nó chiếm cái vị trí số 1 trong rất vài năm gần đây rồi. Toàn bộ viền cửa kính thì các bác thấy đều lẹp chrome. Tiếp tục về cái phần đuôi phía sau thì quý anh chị chúng ta cũng có thể quan sát giùm em nhé. Xe được trang bị một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh này, có gạt mưa cho kính phía sau. Cụm đèn hậu thì với giải đèn LED thiết kế đặc trưng hình chữ T. Và đây em quay gần này, các bác có thể nhìn cho em này. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Và một cái ngoại hình cực kỳ hiện đại và trẻ trung nhé. Xung quanh các bác nhìn cho em này, không một tì vết. La răng thì gần như là chủ cũ người ta đi, người ta không để lại nhiều về sức sát đâu. Và các bác nhìn cho em này, đết lốp nhá, 2022. Ok chưa ạ? 4 lốp theo xe cả dàn. Đương nhiên rồi, vì xe nó mới lăn bánh có 2.8 thôi. Đó, phần đuôi phía sau thì chúng ta sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm này. Đấy, những cái đường gân dập nổi tạo điểm nhấn cho cái phần đuôi của mẫu Xpander 2022. Đấy, thêm phần trẻ trung hiện đại. Và đây ạ,
Đấy, có thể nói như em nói là chiếc xe này phù hợp vừa đi gia đình hoặc là các bác kết hợp chạy dịch vụ rất ok, vì cái mức tiêu thụ nhiên liệu dòng xe này là rất là thấp. Đúng không ạ? Với khối động cơ máy 1.5 thì mức tiêu thụ của chiếc xe này nó chỉ ngang cả một chiếc sedan hạng B thôi. Và đây em mở cho các anh chị ta khoang cốp ra nhá. Đấy, các anh chị nhìn đây là trong trường hợp chúng ta sử dụng hết cái hàng ghế thứ ba thì cái khoang cốp còn lại, vì đây là cái dạng xe 5+2 thì cái khoảng cốp nó sẽ còn một chút thôi. Cái này là cái giải trên cái tablo này. Đấy, đây bên em rửa dọn thì đang để dưới này. Còn đây là trong trường hợp mà nếu mà các bác chúng ta muốn gập cái hàng ghế thứ ba lại thì đây, kéo cái này lên, gập xuống. À, thì đây các anh chị chúng ta sẽ thấy là cốp sau của xe nó sẽ rất là rộng, đúng không ạ? Để các anh chị chúng ta thể tha hồ để đồ vali hành lý chuyên đi của mình. Và độ zin thì các bác nhìn cho em cái việc định tán của nó này, nguyên bản nó không bị sơn phủ lên nhá. Đấy, từng con ốp cốp thì đây. Đấy, các bác cũng có thể quan sát này. Đấy, đây những cái việc định tán này, các bác nhìn này. Nguyên zin nguyên bản, bên này cũng vậy nhá. Đó. Đây, các anh chị chúng ta có thể kiểm tra giúp em này. Đấy, cái mức tiêu thụ nhiên liệu xe này thì đây, các bác thì thấy là cực kỳ tiết kiệm. Nó chỉ rơi vào khoảng 7,1 lít xăng cho 100 km hỗn hợp của đường ngoài đô thị. Thì chiếc xe này ăn có 6,2 lít xăng. Được chưa ạ? Không quá nhiều, với chiếc xe đa dụng 7 chỗ. Và các bác nhìn về độ mới của xe này, gần như là cái chi tiết nhựa ở bên trong không một vết xước luôn. Rất mới luôn, kể cả cái nỉ này. Đấy, các anh chị nhìn giúp em nhé, rất mới luôn. Trần của nó này, đấy, cũng không một vết bám bẩn. Chúng ta sẽ có một cái dàn gió, nó sẽ hút cái gió ở cái khu vực hàng ghế trước và thổi xuống phía sau để là giúp làm mát nhanh hơn cho cái không gian của chiếc Xpander này. Đấy, và các bác nhìn cho em này, từng đốc của nó này vẫn còn ánh 7 màu và còn nguyên vạch sơn từ trong hãng đi ra. Phải nói là một chiếc xe thực sự còn rất mới các bạn. Vâng, rất mới nhá. Tổng thể sơn si bên ngoài thì cũng gần như là các anh chị chúng ta về chúng ta cũng không tốn một đồng sơn si ở đâu. Đấy, con này là màu ghi bạc, nội thất đen, được chưa ạ? Vậy thì bây giờ để giúp các anh chị nhà mình có thể là đánh giá được cái tình trạng chi tiết của chiếc xe hơn thì em Việt sẽ quay cho các bác chúng ta với cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của mẫu xe này. Vâng, về không gian nội thất bên trong của mẫu xe thì các bác có thể thấy là chiếc Xpander ở thế hệ này với phiên bản Premium thì nó cũng mang tới cho chúng ta với một cái thiết kế nội thất rất là hiện đại và trẻ trung. Xe được trang bị là sử dụng ghế da rồi. Đấy, và các bác có thể thấy đây ạ, ghế da của nó này cũng còn mới tinh luôn. Đó, với những đường may chỉ màu trắng tạo điểm nhấn. Vô lăng được thiết kế mới với tính năng nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói này. Và đặc biệt là các bác chúng ta còn có cho em tính năng ga tự động Cruise Control nhé. Đấy, đèn này. Gương kính chỉnh điện có gập gương, có cân bằng tử, chống trơn trượt. Và bây giờ thì họ sử dụng thêm những cái vật liệu da này, màu nâu và may chỉ tạo điểm nhấn ở khu vực cửa gió điều hòa. Đấy, công tơ mét của xe thì đây, các anh chị có thể quan sát giúp em này. Em nổ máy thử các anh chị nghe nhé. 2.8 zin này, máy nổ cực êm. Đấy, hệ thống điều hòa của xe thì các bác có thể thấy là chúng ta sẽ có cái hệ thống điều hòa một vùng phía trước có đề nổ start stop này. Đấy, đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí khá là lớn. Đấy, tích hợp cam lùi rất là nét, được chưa ạ? Khu vực cần số thì đây, các bác có thể thấy này cũng được chăm chút, và đặc biệt là chúng ta sẽ có cái phanh tay điện tử ở trên cái phiên bản này và chế độ auto hold tự động giữ phanh. Kết hợp với đó thì họ sử dụng là các chi tiết bằng hợp kim nhôm này với các cái vân tạo điểm nhấn nhá, kết hợp bọc da này. Đấy, khá ok đúng không ạ? Và đây là độ zin của nguyên bản thì các bác có thể nhìn về này. Đó, rất mới đúng không ạ? Rất là mới nhá. Đây, tapi cánh cửa thì họ cũng kết hợp giữa da và cái chất liệu màu đen, và thêm đó là một cái chi tiết sơn màu ghi bạc tạo điểm nhấn này. Xe được trang bị một kính auto nhá. Đấy, keo chỉ zin hết này, các bác nhìn giùm em này. Đấy, từng lốp vẫn còn ánh 7 màu luôn. Được chưa ạ? Keo chỉ cam kết cho các bác là không một lỗ nhỏ nhá. Đấy, con này thì xuất sắc luôn. Các anh chị ta mua về là chỉ việc chạy thôi. Đây các bác nhìn giùm em từng cái tem, từng cái mác của nó này. Đấy, đây là cái dàn gió, nó sẽ hút cái gió lạnh ở phía trước và thổi nhanh về phía đằng sau để giúp làm mát cho cái không gian của chiếc xe này một cách nhanh chóng. Với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là độ rộng rãi của chiếc xe này. Đấy, hàng ghế sau này các anh chị ta ngồi thoải mái 3 người lớn. Và đây ạ, chất lượng ghế này. Đấy, các anh chị ta có thể quan sát giúp em. Rất ok đúng không ạ? Phía sau này chúng ta sẽ có cổng cắm sạc nhá. Đây trên này chúng ta có cái dàn gió này và các bác có thể là chỉnh tốc độ gió nhá. Đấy, đây ạ, keo chỉ các bác nhìn giúp em này. Đấy, con ốc bản lề này. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, tapi cánh cửa thì đây. Đấy, thực sự xuất sắc đúng không ạ? Thực sự xuất sắc. Nói chung là con này thì các bác mua về cực kỳ yên tâm, bao check test thoải mái để các anh chị ta có thể là mua về là sử dụng được ngay. Đấy, và một chiếc xe đa dụng 7 chỗ nhưng với tầm tiền của một chiếc sedan hạng B thôi là chúng ta cũng đã có cho em được chiếc xe mà rất đa dụng, phải nói là đa dụng đúng không ạ? Chúng ta đi được 7 người, không gian nội thất lại còn gầm cao. Đấy, máy số tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Đấy, các chi tiết các bác nhìn cho em này. Đây, từ con ốc vẫn còn nguyên vạch sơn nhé, các bác nhìn cho em này. Đấy, xe là cam kết không đâm đụng, không va chạm và máy số nguyên zin nguyên bản. Các anh chị ta hoàn toàn yên tâm khi mà các bác tin tưởng lựa chọn cho em cái mẫu sản phẩm này. Đấy, từ con ốc các bác nhìn cho em này, rất ok. Và vì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Xpander. Còn bây giờ thì em Việt sẽ quay tiếp cho anh chị ta với khoang động cơ để các anh chị ta có thể đánh giá được tình trạng chi tiết của chiếc xe này. Vâng, vậy thì tiếp theo thì em mời các bác chúng ta có thể là cùng em kiểm tra tới khoang động cơ với cỗ máy 1.5 của chiếc Xpander.
các bác có thấy là tất cả từng lốp là còn nguyên vạch sơn đánh dấu trong hãng ra nhé, và máy em đang để nổ, nhưng các bác thấy là máy nổ cực êm luôn. Con này là máy keo zin giặt cò vẫn còn nguyên bản này. Đấy, các anh chị nhìn cho em nhé, ốc cabo cũng không một vết vặn đây, các anh chị có thể quan sát này. Đấy, tất cả các chi tiết mép đèn đây, tem mác các bác thấy đây, ABS này, nguyên zin nguyên bản, được chưa ạ? Tất cả tình trạng xe một lỗi mà các bác phát hiện ra thì bên em hoàn tiền lại cho các anh chị 100%, không phải lỗi nhiều. Để các chị ta mua một chiếc xe của em Việt thì các bác cảm thấy thực sự là yên tâm về chất lượng. Vâng, và thì trên đây là chất lượng của mẫu Xpander phiên bản Premium sản xuất năm 2022 đang có mặt tại showroom của em Việt. Vậy thì mức giá mà showroom của bên em đang chào bán cho mẫu xe này là 580 triệu và còn có thể thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì mời các bác trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em nhé theo số hotline 0947598859 để em hỗ trợ cũng như tư vấn về các thủ tục mua bán sang tên với mẫu xe đa dụng 7 chỗ này. Một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc các bác chúng ta một ngày mới thật vui vẻ và nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.